Chào các bạn nhé, đến với kênh YouTube của Hải. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đi chợ phiên. Hôm nay thì Hải đi chợ km 20, chợ Phong Hải thuộc Bảo Thắng Lào Cai nhé. Và bây giờ thì Hải sẽ đi ghi hình và chia sẻ cho mọi người xem chợ km 20 này có gì đặc biệt. Hải sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Và bây giờ thì Hải xin mời. Đây. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải mời các bạn đi xem chợ chơi nhé các bạn nhé. Bây giờ nó rơi vào tầm chắc phải 8 giờ rồi. Ở đây có một cái quán quán nước mía các bạn. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới, ép dẻo bằng lái xe, chứng minh nhân dân. Đây. Bây giờ 8 giờ rồi, trời đã nắng rồi. Bà con chắc là cũng hầu như là người ta cũng về gần hết rồi. Ở đây là người ta bán cả ấy này, dưa. Bà biết quả gì đấy không? Đây. Bà biết quả gì đấy không? Đâu rồi? Biết quả gì đấy không? Đây, quả gì biết không? Quả lê. Đây là quả lê ở trên Bắc Hà. Lớn này chưa biết quả gì đấy. đi đoán quả. Người ta bán mận. Đây là mận tâm hoa ở Bắc Hà nha các bạn nhé. Những cái loại này chắc là bây giờ nó cũng rẻ thôi, có 10.000 thôi. Đây là quả vải này các bạn này. Ôi, quả xoài to chưa? Quả này nó rơi vào tầm 7-8 lạng anh nhá. Rất là to. Còn đây là quả gì bà biết không? Quả măng cụt. Măng cụt à? Ừ chắc vậy, quả măng cụt các bạn. Đây có chùm vải to này. Đấy, khu vực đầu cổng chủ yếu là người ta bán hoa quả thôi. Đây này các bạn này. Mùa hè trời rất là nắng. Đi, chúng ta vào trong chợ xem có gì không nhé các bạn nhé. Xem chợ này bán những cái đồ gì các bạn. Vải nhiều chưa? Cái này là vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang à. Vải này cùi dày, hạt nhỏ. Ăn rất là ngọt các bạn. Đây. Nhiều chưa? Sai. Vải 10 hay là 15 nhỉ? 13.000 à. Mùa này mùa vải Bắc Giang lên đấy nhỉ bạn nhỉ? Đây. Nhìn xa đẹp không? Đây gọi là một núi vải luôn. Vải bao nhiêu? 13.000 một cân. 13.000 một cân. Đây vải này các bạn ạ. Vải này ở Bắc Giang lên nhé. Các bạn có thể xem những quả nó rất là to, tròn, màu đỏ đẹp chưa? Thường thường thì người ta bán 10.000, 13.000 và đến 15.000 các bạn. Nói chung là tùy thuộc vào từng quả loại hàng, quả to hay quả nhỏ. Đây, ra đây một tí đi. Bán chè không? Không chè à? Con nó vừa ăn bún rồi chắc là lo không ăn được. Vâng. Ở đây thì đa số là đồng bào người Mông và người Lùng các bạn. Khu vực người ta bán chè. Hay mua trò chơi? Con lớn rồi thôi. Lớn rồi à? Giờ biết là lớn rồi không mua trò chơi nữa các bạn. Ở đây là những cái máy cẩu, máy xúc này. Đấy. Ngày xưa thì hay chơi nè. Chợ ăn no rồi, giờ chỉ có đi chơi thôi. À. Bán chè không? Hay làm cốc chè nữa? Tại, thì vừa nhảy sang kia làm, xong lại làm xúc xích rồi. Thôi tí quay lại. Thế mà cho nó tiêu tiêu một tí đã. Đây, đây là mấy bạn trẻ này tự xúc tự ăn này đấy. Bón cho em ăn đấy. Cô này bán cái gì đấy? Bún à cô? À, cô ấy bán bún. Quả mình rán nhá các bạn nhá. Cho xem tí bạn nhá. Bánh rán này. Ở đây thì bánh rán tẩm đường. Cái này là tẩm đường bạn nhỉ? Cái này không tẩm. Nói chung là dành cho người thích ăn đồ ngọt hoặc là người thích ăn không đường. Xúc xích. Đây là bánh trưng rán nhá.
Cái này cứ 5.000 một miếng này. Đấy. Xúc xích này 5.000 một cái này. Cái này cũng bán theo cái chứ bà nhỉ? 2.000 cái à? Đấy, rẻ nhỉ? Bán không? 5 cái nữa nhỉ? Không ăn được à? Làm bát tô phở to thế làm sao mà nó ăn được nhồi vào nữa. À, chúng ta đang đứng ở khu vực ẩm thực nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực ở đây là chợ km 20 thuộc Phong Hải. Cái này vẫn thuộc Bảo Thắng nha bà nhỉ? Thuộc Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai các bạn. Thôi, cháu đi đi bà ơi. Đi chơi tí. Đây này là quán này, quán phở. Đây. À, bên này thì quán hàng bánh cuốn các bạn. Ôi, cái này bà chủ quên cho nhân vào rồi. Phải rắc nhân lên nhìn cho đẹp. Đây. Đấy. Hình như là có hai quán bánh cuốn thôi nhỉ? Hai quán này. Bên này thì là phở rồi, bên này cũng phở. Nói chung là bên trong này cũng phở các bạn. Đây. Đi trước đi. Cứ đi hẳn lên rồi. Đi đi đi, đi dẫn đường. Đi đi thẳng ra hàng thịt. Ở đây cũng có một quán này khá là rộng nhỉ. Đây. Mình vừa ngồi ngoài kia chật quá, ngồi đây rộng. Đấy, lần sau thì vào đây ăn quán này rộng. Chào chào ba cô nhé. Quán tất cả của cô đây à? Ồ, rộng nhỉ. Thế mà vừa hai bố con ngồi tít ngoài kia chật trội quá. Vâng. Thế lần sau mình cô nhỉ? Kiểu gì chẳng có lần sau mà. Đấy, lần sau mình có chứ. Dạo này cháu hay đi quay lên chợ nào cháu đi mà. Lần sau mình vào đây ăn cho nó rộng các bạn. Đấy, đây khu vực hàng thịt này. Lần sau mình sẽ vào quán này ngồi cho nó mát và rộng, có quạt nữa. Ôi, mỡ. Cô, chị này thái hết ra rồi à? Chỉ việc mua về rán thôi đúng không? Ví dụ thái rồi bao nhiêu tiền một cân ạ? Cái này á? Vâng. 60.000 à. 60 đến thế thì 55. Bán phố. Cái này thì ví dụ mỡ này mà nấu như kiểu nấu chuối thì ngon. Chứ xì dầu nấu chuối kiểu cho vào chuối ấy, kho chuối ấy. Nói chung là thịt lợn này cho vào kho chuối cái thứ thì chứ cho xì dầu vào là không thua. Đấy. Không ý. Hôm nay hai bố con đi chơi, hôm nay cho mùa hè cho đi chơi. Đây. Đây. Ở bên này sao hôm nay toàn thái sẵn anh nhỉ? Sao hết thịt rồi các bạn, bán hết thịt rồi này. Cô ơi bán hết thịt rồi. Chợ này đây khu vực hàng rau đây. Muộn quá người ta cũng về rồi. Đây cô này vừa nghe tay nghe vừa làm đồ nữa cơ. Thế hoành tráng. À cái đấy để xào cô. Bà biết rau gì đấy không? Đây là rau dề. Rau dền nhỉ? Rau dền nhỉ cô nhỉ? Rau dền đỏ. Rau dền để luộc nấu canh. Cái rau dền hôm nọ bốn lấu cho nước nó màu đỏ đấy. Đấy cái này chan canh ăn ngon này. Đây rau gì? Biết không? Không biết à? Rau muống. Ôi ôi chết rồi. Thế phải rất đi chợ nhiều để biết rau rồi. Đấy, đây là rau ngót. Cà tím. Ôi đây quả mít to chưa các bạn ơi. Để xem mít mật hay mít dai nhé. Cho xem tí nhé. À, mít dai. Quả chín rồi các bạn, thơm lắm. Ôi đứng đây ngửi mùi rất là thơm. Quả này chắc là rất là nhiều múi đây. Bởi vì là cái gai của nó lở căng tròn đó các bạn. Và nó rơi phải tầm 6-7 cân đấy. 13 cân cơ ạ. Ăn không? Đây, cô bán cả đây là quả. Quả bầu à? Không phải quả ăn. Quả bí. Bí đao, cái này gọi là bí đao nha các bạn nhé. Bí đao để luộc. Hoặc là làm kiểu ninh xương ấy. Ăn ngon lắm, mát. Cái này bí đao nhỉ cô nhỉ? Cái loại này ăn ngon này.
và quả bầu đây các bạn ơi. Đây có quả bầu, quả bầu này thì cũng nấu canh ngon này. Luộc nấu canh. Còn kia là quả gì nhỉ? À bí đỏ đấy, nhiều khi được quên hết. Vâng. Cái này ăn ngon nhỉ bà nhỉ? Ví dụ trong trong mấy cái mấy quả này là mình thích ăn quả này. Cái này nấu canh xương ngon. Còn cái này thì kiểu mình lạo ra nhỏ nhỏ thành cái sơ sơ ấy thì nấu canh ăn ngon. Còn kia là bí đỏ các bạn. Nói chung là bây giờ thì nó rơi vào tầm chắc là 9 giờ rồi. Mọi người cũng về hết rồi. Mọi người tranh thủ đi bán hàng. Rồi một số người thì đi mua hàng, những cái người ta mua những cái gì cần thiết để người ta rồi người ta về luôn chứ không ở lại chơi chợ lâu các bạn. Ôi bí bí ấy. Quả dưa bở sao này? Không biết là của ai để trời nắng này. Đây. Đây của dưa bở đấy. Đây. À hỏi bên này xem có. Bên này bán dép có bán lót giày không ạ? Không à. Mình đang cần mua một cái lót giày lam các bạn. Có bán nhưng mà hết rồi đúng không ạ? Đây là túi đây. Đây là túi đeo của các bạn trẻ. Bạn này đang định mua một cái dép. Đấy hơi to nhỉ đúng không? Lấy số nhỏ hơn chị ơi, cái này hơi to. Chắc phải lệch xuống hai số nữa. Đấy, dép đẹp phết nhỉ, màu ma đẹp. Xuống một số nữa đi. Đi. Hàng cá khô. Ở đây thì có một số quán người ta không đi này. Chắc là người ta bận việc, người ta không đi. Quán trống không. Bà biết cái này cái gì không? Hả? Cái này này. Biết cái này là cái gì không? Không biết à? Không biết lớn thế này mà không biết cái này là gì á? Cái này là người ta lạo củ sắn vào ấy để cho lợn ăn ấy. Đây, dựng con cầm lên này, cầm dựng lên. Đấy, cho củ sắn vào đây lạo. Cái này thì toang rồi, đi học cái này là toang rồi. Đây là cái gì? Cào. Đi. Bánh bao. 5, 10, 15, 3 cái. Xúc xích. Bánh bao rán này. Làm bánh bao rán nào. Thử không? Cho một cái bánh bao rán này. Cho một cái. Bà vào lấy tiền đi cho cô. 5.000. Chưa. Có tài lẻ à? Hết rồi à? Chắc hết tiền lẻ. Hết tiền lẻ rồi. Này cần. Xúc xích rán. Rồi ok. Đấy, bánh bao chưa rán, bánh bao hấp các bạn. Thì ăn thử đi, bóc ra xem. Nó nguội rồi mà. Cái này cũng 5.000 một cái ạ. Đây này, 5.000.
Ui nóng thế. Xúc xích các bạn. Xúc xích rán. Con tầm. Đây có tầm. Tầm sắn. Đây tầm sắn. Cái chanh rừng ạ? À? Cháu. Cháu. À, cháu cứ tưởng là cây quất hồng bì. À. Đây cô bán cả cây đu đủ. Cây giống, cây giống. Bao tiền một cây cô? 10.000. Nhưng mà nhỏ này có xác định được cây được cây cái chưa? Hay là hên xui nhỉ? Không phải, cái này là giống nhập khẩu, không có cây. À, giống nhập khẩu không có được. Ra được mà toàn cái, ra cái. À. Cái này là giống nguyên bản của nước ngoài mà. Vâng. Thế. Chắc là trồng phải vài tháng nhỉ, 2-3 tháng nhỉ? 2-3 tháng là có quả thôi. Vâng. Cho 13 đây ạ. Đấy, cô có một sọt, sọt cây giống các bạn. Đu đủ. Đây, vải này. Mùa này vải nó cũng rẻ các bạn. Vải Lục Ngạn Bắc Giang lên, nó cũng rẻ. Cùi nó dày, hạt nó nhỏ. Nói chung là ăn cũng khá là ngon. Đây là chợ km 20 Phong Hải. Thì bây giờ thì cũng muộn rồi nên là mọi người đi thì người ta cũng đi chợ về hết rồi. Ở dưới kia thì Hải thấy là người ta bán cả đồ thổ cẩm kìa. Đấy, Hải xuống Hải quay cho mọi người xem nhé. Đây, đi vào bên này. Xin chào. À đây đồ thổ cẩm hết này các bạn ơi. Hình như tuần trước là em không đi sao nhỉ? À. Toàn quần áo. Cái này của người Mông hết nhỉ em nhỉ? Bạn đang quảng cáo cái ô đội như kiểu ô Trung Quốc ấy, là đội trên đầu là không cần cầm cán. Thế quán này cũng là quán của mình à? Hôm nọ thì ngồi đây đi. Ngồi nhờ. À. Váy này. Bây giờ thì cũng muộn rồi. Tầm này chắc là hết người rồi nhỉ? Tầm này mọi người cũng về hầu như là gần hết rồi. Chợ này người ta họp sớm lắm. Người anh đi đây. Chợ này người ta họp sớm, người ta chỉ đi mua đồ, sau đó người ta về luôn. Chứ người ta cũng ít đi chơi. Có nghĩa là bà con mua những cái gì cần thiết trong gia đình. Người ta về và có một số người thì đi ăn sáng xong và người ta cũng về luôn. Đây là đường quốc lộ 70 nha các bạn. Cách Lào Cai khoảng 20 km. Và vì thế mà được gọi là chợ km 20 Phong Hải Bảo Thắng Lào Cai. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video của mình quay chỉ tới đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, mình quay sơ qua cho mọi người xem chợ km 20 Phong Hải có những gì. Đấy, các bạn xem thì các bạn biết nhé. Cảm ơn mọi người nhé.